Chào các con, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hướng dẫn tập viết số 0 nhé. Để có thể tập viết đúng và đẹp thì chúng ta phải có tư thế ngồi viết và cách cầm bút thật đúng đấy. Chúng ta thấy bạn gái ở trong bức tranh này đã có cách cầm bút và ngồi học đúng chưa nào? À, chúng ta thấy lưng bạn thì cong, mặt và mắt thì cúi sát với vở. Như vậy là tư thế ngồi học chưa đúng đâu. Vậy, như thế nào là một tư thế ngồi học đúng? Thứ nhất, tư thế ngồi viết phải thoải mái, không được gò bó. Thứ hai, khoảng cách từ mắt đến vở là 25-30cm. Thứ ba, cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi. Thứ tư, hai chân thoải mái, không chân co, chân duỗi. Thứ năm, hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Và thứ sáu, ánh sáng phải đủ độ và thuận chiều từ bên trái sang. Nếu các con ngồi đúng tư thế và cầm bút đúng, các con sẽ viết bài rất đẹp đấy. Các con cùng chú ý lên đây để xem cách hướng dẫn tập viết số 0. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên, các con cầm bút bằng tay phải và bằng ba đầu ngón tay. Sau đó, các con sẽ đặt bút vào dấu chấm đỏ. Các con viết từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, tạo thành nét cong tròn khép kín và dừng lại ở điểm bắt đầu viết. Chúng ta tiếp tục đặt bút vào nét chấm đỏ, rồi đưa bút từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, tạo thành nét cong tròn khép kín và dừng lại ở điểm xuất phát. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem các video hướng dẫn tập viết từ số 0 đến số 10 nhé.